nhà cúp điện, một cái cống muốn điên rồi. Ngon quá bạn ơi. Hello, xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh của Hoàng Lan BB. Hôm nay Hoàng Lan BB đến xong. Hoàng Lan BB bắt hến với dẹm. Mà các bạn theo chân của Hoàng Lan BB coi mình đi bắt được bao nhiêu hến, bao nhiêu dẹm và cá nha. Cùng đi thôi, đi nào. Đâu? Bữa nay mình đi trải nghiệm bên sông nha các bạn. Trải nghiệm mò hến. Thấy không, lực sĩ bà sừng lòi bao dữ dằn không? Mà hello các cây. Gì vậy cha bố luôn hả? Cái đầu lão chạy bố mới được. Trời. Ủa công làm cái bè bạn ơi. Chờ bò bè bỏ luôn rồi. Chơi vừa bơi lên gốc cây bà. Đang đó. Giờ mình vừa mới bơi qua sông bạn ơi, giờ mình đi bắt cá nha các bạn. Mình đi bắt cá, mình đi bắt hến luôn bạn. Mò hến giờ chiều nếu có nhiều quá mình luộc hến cho mình là cuốn bánh tráng ăn bạn. Mọi bạn theo chân mình đi ra xuống sông nha. Dòng sông mênh mông như thế mà còn bắt dính cá nữa. Hey, cục đất sét mò dẻm không à. Để mình chút một con dẻm nữa đi các bạn. Nam đi bắt tư à, chừng nào mới đủ ăn nữa các bạn ơi. Thèm quá mẹ ơi, tôi muốn yêu cua đồng. Dẻm mất hai con tay hai con đúng không ạ? Mình nhấc ở trên đó các bạn. Đây. Hai
cây được hết con. Hiện tại là mình đang thợ thứ hai nha các bạn. Thôi là mình đang bắt con dẹm. Thôi mới dính một con dẹm các bạn ơi. Quá thật quá bữa nay tệ quá. Ok, đây mình sẽ biểu diễn kẽm cục đá này đây. Thất bại. Ê trời, ở trong túi mình còn một cái là nấu rượm á. Đây kẽm đây nghe các bạn. Đây. Ô. Ê, có cua cận bự. Nó bắt kẹp thế nè. Có cua mà, có cua cận bự. Đó các bạn. Thấy mình mất được con cua rồi các bạn. Ô má ơi, con cua này đi thôi, nó chạy đâu rồi? Bạn ơi. Con cua ngoài sông các bạn, nó làm cái nhà tới 4 năm cửa rồi các bạn, không giống ngoài đồng nữa rồi. Mình phải bắt được nó thôi các bạn. Ê con cua các bạn, cua được, mình bắt nó được rồi, nó kẹp mình hồi giờ mình nướng nó mình ăn luôn nghe các bạn. Con cua. Đây các bạn. Nó mới còn nhỏ. À, đi bắt dẻ mà y ăn là diễn binh của gió em mình chứ. Nó đi đâu nó cũng kêu mình ra đó chứ. Mình sợ xuống sông lắm các bạn. Mình rất ít xuống sông. Cũng 10 năm rồi đó các bạn. Mình mới đi xuống sông lại. À các bạn, mình bắt được rất là nhiều luôn mà. Đâu á. Để cho mình gọt ở đây nè, đó. Đây các bạn, mình cũng bắt được một mớ nè đâu mà mở đi cái thau đâu. Má ơi, cái xiên rớt xuống sông luôn à. Ồ, đứng lên một cái là đổ không còn cái gì ăn luôn. Ủa mấy con của bạn nó quá trời nhiều của bạn ơi. Hai bàn tay trắng em bắt được ba con. Nó hẹn hò mà nó còn yêu yêu được lần ba con một chùm luôn mới chịu. Hẹn hò gì kỳ vậy. Bạn ơi, đây là thành quả hôm nay mình lội xong mình bắt được nhiêu nè các bạn. À, bắt cá nè, bắt dẹm nè. Giờ thì mời các bạn mình đi về nhà các bạn. Mình luộc nó chứ mình cũng bánh tráng, mình mời các bạn dùng với mình nha. Đi về nhà thôi, xin mời các bạn về nhà. Bà Tám. Ây da. Cũng nhiều bạn, cũng nặng nữa bạn ơi. Cái này là cánh đồng lúa, người ta làm lúa rồi bạn. Đối diện với cửa nhà mình luôn á. Giờ mình đi xuống vỏ. Mình bơ xong mình về. Rất là lạnh luôn các bạn ơi, lạnh lắm. Rồi, lui. Tôi tưởng bao nhiêu đó, cá sấu, cá mập. Rất là sợ các bạn. Cái gì? Cái đua à? Đó. Giờ cái chiếc chỗ đó nó chặn ngang thầm mình sao vô kìa. Quả khá đất sốt. Mình sẽ bơi tút lên trên luôn bạn ơi. Bạn đợi chờ trong giây lát nha các bạn. Đây là thành quả mình vượt sông chèo người lên xuống bờ ruộng tùm lum tà la được chưa? Tại dầm đường như đây nè các bạn. Đó, đây là những con dẹm mình có cá luôn á. Đây là con cá mình bắt nè. Đây là cái con dẹm mình mò nè. Cá lô kiến nó quẹt mình đứt tay nữa các bạn.
Cái kiến bự khốn hồn, bự lớn. Con cua nè. Đó, cua kẹp mình đây nè. Vậy mình sẽ chuẩn bị đi luộc cái này, cua cá đang ở bãi thì mình nghe đi thôi. Bỏ con bắt cua bỏ bạn. Ô đừng bò bạn ơi. Con cá đâu đâu? Còn nữa nha bạn, phải như đi đâu con cá luôn. Cá bỏ đây. Đây. Còn con cá được bơi chị ôm ra. Có nhiều lắm. Giờ mình đang đỡ cái nồi nước nó sôi các bạn, rồi mình sẽ đổ mấy con dẹm hến này nè vô. Mình luộc nó, mình lấy thịt đó các bạn. Mình sẽ xào lại, xong rồi mình cuốn bánh rán. Mời các bạn cùng dùng mình nha. Đây các bạn, mình đã luộc nó banh ra vậy nè. Cái hồi của mình lụm thịt nè các bạn. Mình sẽ xào lại. Đây, giờ mình đổ ra cái gỏi nha các bạn. Mình đổ nó ra đây nha các bạn. Quên nữa. Đây, rồi. Cái thao nước các bạn, mình lượm vỏ nó ra các bạn. Chứ nó ít quá mình không có lượt được. Mình vớt thịt cái mình bỏ vô cái dĩa này nè. Ở đồng quê khổ các bạn nha. Này nó không có bỏ vỏ các bạn, nó đeo dính vỏ luôn rồi. Dẹp các bạn. Đây bạn đợi mình chút nha bạn, cài lột cái này không có lâu các bạn. Đây bạn lượm thành công, lượm thành dĩa nè bạn. Đây các bạn ơi, giờ mình xào con hến. Xào lên cho nó thơm nha các bạn. Đó. Đổ hành vô trước. Hành vô nó đó. Ừ. Đó. Ô má ơi nó văng. Rồi xào cho hành chín nó đi. Ồ. Rất là thơm nha các bạn. Rồi thơm thơm gì đi rồi. Cho hến vô đi. Đó bạn ơi, cái tô hến của mình đi bắt một buổi chiều luôn. Quá đỉnh. Chỉ cần nó nóng nữa là được nha các bạn. Đó là mình có thể ra mình cuốn bánh cá mình ăn. Ngon lắm các bạn ơi. Công sức đi bắt đấy đừng buộc. Giờ này nó đang bị cúp điện nha các bạn. Nó tới thui từ thui rồi. Đây các bạn đổ vào dĩa. Đó là mình có thể cuốn được nữa đó các bạn. Ngon lắm. Giờ này cúp điện các bạn ơi. Nên là ngồi ở ngoài luôn. Ngồi ở ngoài đồng luôn. Đó. Đây giờ mời các bạn chuẩn bị ăn con hến xào. Đây bây giờ mình cuốn nha các bạn. Cái mình đổ nó vào đây, đổ con hến vô. Ngon lắm các bạn ơi. Cái thèm luôn. Cóp cái đầu nó cho nó đừng có bún nữa các bạn. Ô có bún nữa các bạn ơi. Bạn thông cảm nha. Giờ này cúp điện nha các bạn ơi. Cuốn vào, cuốn vào, cuốn vào. Đây, giờ mời các bạn ăn hến cuốn bánh tráng với mình nha. Hến mình đi bắt các bạn. Rất là ngon các bạn. Nước mắm siêu. Đây các bạn. Nước mắm siêu cay, siêu ngon. Ngon vậy. Rất là ngon luôn. Ngon không thể cưỡng lại. Đây làm thêm một cuốn nữa các bạn. Quá ngon rồi các bạn ơi. Dễ luôn. Lặn hộp dưới sông. Mò nó lên. Mà đặc biệt con hến với con dẹm nè các bạn. Nó không có giống như mấy con kia. Nó không có đắt cát gì hết trơn á. Nó mình không biết nó ăn gì nhưng mà nó không có đắt các bạn. Chấm cá nữa các bạn ơi, mời các bạn. Đây, giờ mời các bạn làm thêm cuốn nha các bạn. Ngon lắm các bạn. Ngon cực kỳ. Hến như vậy các bạn, nó rất là ngọt luôn mà.
thế mà mình bắt rất sớm sớm các bạn, mình đợi nắng gắt á, mình phơ với muối siêu cay ăn cũng ngon, mà phải có nắng gắt. Ừ, đây nữa bạn. Ngon lắm các bạn. Đây bạn mở bà ăn thêm nữa các bạn, ngon lắm. Rất là ngon, ngon hơi phải cưỡng lại. Quá ngon bạn ơi. Vậy đứng lên nè các bạn ơi, ở nhà cúp điện, một cái cắm muốn điên rồi. Ngon quá bạn ơi. Thử phẩm không? Nhảy vũ điệu cầm chiên. Ê mở bạn, Dũng mình nữa bạn. Ngon lắm. Không có gì. Ngon lắm các bạn ơi. Mượn chứ. Mượn chứ các bạn ơi. Đây bạn. Ngon lắm, rất là ngon lắm bạn. Hết miền Tây nha các bạn. Bây giờ Hoàng Lan BB xin được kết thúc video lại ở đây. Nếu cô chú và các bạn cảm thấy yêu mến Hoàng Lan BB nè, thì hãy bấm đăng ký và bấm chuông cho Hoàng Lan BB một like. Có thể nếu có thể cô chú và các bạn chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Bây giờ xin bye bye và hẹn gặp lại với những video tiếp theo. Bye bye.